Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi tổng loại 8 game. Các bạn của mình phá từ game đầu tiên nha. Xin hình như Phil. Let's go. Đây là con đường như kiểu là mê cung. Mình sẽ thử đi đường này xem có đến được ngôi nhà kia không. Ở đây các bạn sẽ tìm ba ngôi nhà và mỗi ngôi nhà thì sẽ có một câu hỏi. Là ngay đây. Wow, chạy thôi. A new subject is just it. Set on the
Câu hỏi số 2. Tìm một ngôi nhà nữa và sẽ lấy tiếp hỏi số 3, sau đó thì sẽ đến điểm cuối cùng và hoàn thành được chót vòng này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ hai, Forest Motor Siren Hill. Let's go. Thông xe vào đường bên kia. Và bây giờ các bạn sẽ bách về chiếc xe của mình. Thì chết rồi, ông ta lại vơi mình ở đây. Xem có con đường nào để chạy thoát vào đây không. Không lên được chưa nào. Bắt đi rồi, ok. So, bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ ba, Grandi Chapter 2. One day.
Ok, tiếp tục nào. Oh my gosh, bà ta ở ngay đằng sau chứ, mà ông ta không thèm bắt mình luôn. Wow, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ tư, SCB 09 6789 Siren Hill.
lên. Đây các bạn sẽ phải tìm một bình ga Spitzer Gas Station. Lôi đổ bình ga vào chiếc xe của mình. Ok. Sau đó tiến tiếp vào trong thị trấn này, tìm một chiếc bánh xe. Rồi và các bạn sẽ đi tìm ba bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên. Đó cứ như thế và đi xung quanh tìm kiếm tiếp. Trong này thì sẽ là bãi tham ba, các bạn đi sâu tiếp ở bên trong. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái thứ năm, Slender Rising. Bạn sẽ phải đi xung quanh để tìm tất cả là 8 tờ giấy, 8 bức hình gắn trong map bản đồ này. Và ở trong này thì ông Slenderman, ông ta sẽ săn lùng và bắt các bạn. Cho nên các bạn cẩn thận. Mình sẽ đi đằng này đi. Khi đến gần một bức hình nào đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Và các bạn sẽ đi đến gần đó, càng đến gần thì nó sẽ, tiếng kêu của nó càng to. Ta đang gần đây.
bình thường thôi. Như thế và các bạn sẽ tìm kiếm tất cả 8 mô hình. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slender đi ra, 2D. Phòng đầu tiên. Ở đây các bạn sẽ phải tìm tất cả là 4 màu giấy. Sau đó thì các bạn sẽ mở được chiếc chìa khóa két và lấy được một thứ, đó chính là một nguồn dây điện. Và khi nắp nguồn dây điện nó vào thì các bạn sẽ đi được xuống đường hầm. Sau đó thì lại tiếp tục xuống dưới tiếp. Và cuối cùng thì sẽ thoát khỏi ngôi nhà ma này. Và khi đó thì các bạn sẽ xuống dưới tầng hầm. Cầu thang máy ở đây các bạn sẽ đi được. Ok. Một sợi dây. Và tương tự như thế các bạn sẽ tìm kiếm tiếp những chiếc chìa khóa và tàu thoát khỏi ngôi nhà này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. So Ghost.
rất là tối tăm luôn. Đây là một như kiểu là một ngôi nhà ma, và trong chắc chắn sẽ có một con ma, cho nên các bạn cẩn thận khi đến một điểm mà các bạn nghe thấy tiếng kêu thì các bạn phải lên chạy đi, nếu không sẽ bị nó bắt ngay. Trong này không có gì. Tiến sâu tiếp bên trong. Hình như con ma đang gần đây. Chạy thôi. Oh my gosh. Có thể đang nghe theo sau mình. Đấy rồi. Oh my gosh. Wow. Không thể chạy rồi. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Granny Chapter 1.
Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.